Gian hậu vướng ồn ào mất chất hậu đăng quang. Kỳ duyên thành điểm đen trong làng hậu Việt, có tới hai nàng Mai Phương dính thị phi, đánh mất ánh hào quang. Sau khi đăng quang, có nhiều người đẹp giữ gìn hình tượng rất tốt, nhưng cũng có không ít gương mặt đã sớm dính phải những lùm xùm cá nhân bởi những hành động không được chuẩn hậu cho lắm. Mai Phương, hình ảnh vượt chuẩn mực hoa hậu. Sau Miss World Việt Nam 2022, cũng giống như nhiều ngôi sao trẻ mới nổi khác, Mai Phương đã bắt đầu vướng phải ồn ào không đáng có. Thời điểm tháng 1 năm 2023, Mai Phương trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi thực hiện clip nhảy trên nền tảng TikTok. Cô nàng mặc trang phục cắt xẻ, gậm kẹo bút và thực hiện những động tác hệt như một dân chơi thứ thiệt. Nhiều ý kiến cho rằng người đẹp cần tiết chế, giữ gìn hình tượng vốn có của một hoa hậu. Sau lùm xùm này, Mai Phương cũng đã xin lỗi khán giả, tiếp thu ý kiến đánh giá để hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, sau đó nàng hậu lại lộ clip bay lắc rồi còn dùng nhạc Trung Quốc để chúc Tết cổ truyền. Hình tượng một nàng hậu nền nã, xử sự khéo léo của Mai Phương trước đây hoàn toàn biến mất. Sau loạt ồn ào, ánh hào quang của nàng hậu dường như cũng lụi tàn dần, cả khi gần đại diện Việt Nam dự thi Miss World cũng chẳng ai quan tâm. Kỳ duyên, nàng hậu nhiều lùm xùm nhất lịch sử và cú lội ngược dòng. Lùm xùm đã bủa vây Kỳ duyên ngay từ giây phút cô đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Tuy được đánh giá là cô gái tự tin, ham học hỏi, nhưng người đẹp sinh năm 1996 lại gây nhiều tranh cãi về nhan sắc không xứng làm hoa hậu. Ồn nào nhan sắc chưa dứt, Kỳ duyên đã liên tục vướng phải những lùm xùm đời tư trong thời gian đương nhiệm. Kỳ duyên khi ấy còn là một cô gái trẻ, nhiều lần bị công chúng bắt gặp với hình ảnh không thuận mắt cho lắm. Bạn còn nhớ tư thế ngủ kém duyên trên máy bay của Kỳ duyên chứ? Hay lúc cô bị fan bắt gặp lớn tiếng với bố mẹ ở nơi công cộng? Đỉnh điểm nhất là vào năm 2016, Kỳ duyên bị phát hiện sử dụng thuốc lá trong quán cà phê. Tất cả những hành động này đã biến cái tên Kỳ duyên trở thành điểm đen trong làng hậu Việt. Kỳ duyên sau đó đã bị tước mọi quyền đương nhiệm tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Từ 2017, Kỳ duyên chính thức trở lại với hình ảnh mới và đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên ở các game show chân dài. Kỳ duyên từng thừa nhận những ồn ào cô gặp phải đến từ sự vô tư của tuổi trẻ và hiện cô đang nỗ lực hết sức để lấy lại ánh hào quang vốn từng thuộc về cô. Phạm Thị Mai Phương, hào quang vụt tắt sau ồn ào ở tuổi 17. Thêm một nàng hậu từng gây ồn ào dư luận bởi lùm xùm cá nhân ngay sau khi đăng quang, đó là Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương. Năm 2002, người đẹp Hải Phòng đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 17. Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu toàn quốc, Mai Phương lên đường tham dự Hoa hậu Thế giới 2002 và xuất sắc lọt vào top 20 ở vị trí 15, dù không có một ngày nào tạm. Cứ tưởng Mai Phương sẽ bước tiếp những bước đi vững chắc trong showbiz sau đó, nhưng không, mọi thứ đã dập tắt sau lùm xùm đời tư của nàng hậu. Năm 2003, dư luận xôn xao vì thông tin Hoa hậu bị bắt cóc trước cổng trường. Trong một bức thư gửi báo chí, Hoa hậu Việt Nam 2002 cho hay cô bị bố mẹ bắt phải đi du học trái với mong muốn nên đã phản ứng bằng việc trốn đi nghỉ hè cùng bạn. Vụ ồn ào này đã khiến Mai Phương mất hình tượng hoàn toàn trong mắt khán giả. Cũng từ đó, Hoa hậu Việt Nam 2002 biến mất khỏi showbiz. Được biết, Mai Phương đã lên xe hoa ở tuổi 23 cùng mối tình đầu năm 17 tuổi. Cô gần như không tham dự các hoạt động giải trí nào mà chọn cuộc sống giản đơn nơi quê nhà. Bạn thấy đấy, không phải cô gái trẻ nào khi có ánh hào quang cũng biết cách giữ gìn hình tượng. Họ vốn đăng quang ngôi vị cao nhất nhưng để có những bước tiến xa hơn, họ cần phải nỗ lực và trau dồi nhiều điều hơn nữa.